đúng là y phục của hoàng tộc. Cứ như là mình sinh ra để bận cái bộ trang phục này vậy. Như ta đây là đông cung hoàng thái tử, số trời định sẵn là sẽ được làm thái tử. Đỉnh đạt có thừa. Ngày hôm nay muôn dân trăm họ, kẻ nào biết thiên cơ mà theo phò ta đó thì ắt hẳn sau này sẽ được trọng dụng. Còn như kẻ nào dám khinh thường ta đây á, thì ta sẽ Con mày khùng quá đi. Tối ngày không lo mai đi, cái áo chưa giao xong cứ đứng mà bận vô hoài. Mày biết cái này là đồ của ai không? Đồ của hoàng cung. Lỡ hoàng cung thấy chỗ này chiếm đồng tao với mày sao? Cởi ra mang lên. Trời ơi, ông làm cái gì dữ vậy? Thì cái áo này tôi mai, tôi có quyền thử nó. Mình thử đi, có ai thấy đâu mà sợ. Trời ơi, lỡ xui người ta thấy đâu sao? Cái áo cái này là của hoàng cung mà cứ bận vô hoài. Tao còn không dám bận mà thấy không? Tại vì ông nhát, ông không dám bận, mà tôi cũng nói cho ông nghe nè. Chính nhờ tôi bận cái áo này nè, thì tôi mới biết được là cái cốt cách hoàng tộc của tôi. Mày nói mày có dòng máu của trong hoàng cung. Trời ơi, nó tối rồi, thiệt là sợ quá. Bây giờ mưa tưởng vô hoàng cung làm hoàng tử phải không? Dạ, em mời anh hoàng tử ra khỏi nhà, khỏi mai, khỏi làm thợ gì nữa. Giàu quá làm thợ mai chí, không? Ý ông nói là ông đuổi tôi hả? Ông khỏi cần đuổi, tôi cũng không làm việc với ông đâu. Tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ á tôi sẽ tiến cung. Được. Và sau đó tôi sẽ làm hoàng tử. Ý. Và khi chúng ta đã làm hoàng tử, tôi sẽ quay về đây. Tôi sẽ cho quân lính đốt hết cái tiệm mai này. Ha. Còn riêng ông dám quýnh đầu hoàng thái tử hả? Được rồi. Lúc đó ta sẽ trảm ngươi và biêu đầu giữa chợ. Ha. Biêu đầu giữa chợ. Mày không hả mày? Mày mơ tưởng quá đi. Thôi ra khỏi nhà giùm tôi đi ông. Ông tào lao không? Dám chửi hoàng thượng tào lao là xúc phạm. Ngươi để đó. Đi luôn đi mày. Đừng có dậy cái tiệm tao nha mày. Đưa tay lấy cho tao. Mày không đưa tao chém. Ba con ơi, cướp. Ai mày ơi, cướp kìa. Ba con ơi, cướp. Nè, chú em mày có bị sao không? Đa tạ huynh, tôi không sao. Cũng may là huynh nhanh trí, hô hoáng lên khiến bọn cướp sợ bỏ chạy. Nếu không á, tôi bảo bọn chúng chấn lột rồi. Nói thiệt với anh, nếu mất cái tay nãy này, chắc là tôi phải chết theo nó thôi. Một lần nữa xin đa tạ anh, ơn này sánh bằng ơn cứu tử. Tôi tên Văn, còn anh? Tôi tên là Sủ. Mà thôi, qua kia nói chuyện. Chú mày ngồi đây đi. Nếu như mà lần sau đi đường lỡ gặp bọn cướp á, nếu cảm thấy không ổn á, thì cứ đưa ngay cái túi nải này cho tụi nó để còn bảo toàn mạng sống nữa. Dạ, không được đâu anh. Cái tay nải này á, chứa một thứ quan trọng còn hơn mạng sống của tôi nữa. Trong đây có vàng bạc hay cái gì mà quý hơn nó? Không giấu gì anh, trước khi lâm chung, mẹ có giao cho em báu vật này. Mẹ dặn là bằng mọi cách phải đưa báu vật này đến tận tay nhà vua, liên quan tới cả Sơn Hà xã tắc đó anh. Chú em đang trên đường lên kinh đúng không? Dạ đúng. Vậy chứ em gặp Mai rồi, anh cũng đang trên đường lên kinh nè. Thôi hai anh em mình đi. Vậy là có anh đi cùng rồi. Đi nè. Dạ. Sao lại đau bụng dữ vậy nè? Ân Nhân nè, anh trông chừng cái tay nải này giùm tôi. Đi nhanh đi. Thứ gì mà hệ trọng vậy ta? Trời ơi,
đúng là thương thiên động địa. Quá ra cái thằng này là giọt máu rơi, đứa con thất lạc của đương kim hoàng thượng. Yên ra mẹ ơi, mà trong lúc này nhà vua đang giáo bố cáo tìm khắp nơi mà nhà vua lại không có thái tử, mà mẹ nó năm xưa lại hầu ngài. Chết rồi, mình đã từng hy vọng, mình hy vọng cha mình. Thôi không được, không được, không được. Thằng này mà ra trình diện một phát với bức thư này là xong. Dèo một cái là nó sẽ lên ngôi cửu đỉnh. Làm sao đây? Làm sao? Mà tại sao không phải là mình? Cái thằng này nó có hơn gì mình đâu chứ. Ông trời ơi, ông trời, sao bất công với con quá như vậy? Cấp báo, cấp báo, ngoài kia có một thư sinh xin được vào yết kiến hoàng thượng, nói là chuyển di ngôn của mẹ mình. Cấp báo, cấp báo. Hỗn láo, thứ nhân sao lại dám vào đòi vào gặp mặt rồng? Ra đuổi hắn đi đi. Không được, nếu là chuyện chuyển di ngôn ắt là có gì đó hệ trọng. Ta linh cảm có điều gì đó bất thường, truyền cho hắn vào. Xin tuân lệnh. Tự xin xin ra mắt thánh thượng, chúc ngài trường thọ. Ta miễn lễ, hãy trình tấu đi, ngươi là ai? Thưa hoàng thượng, tự xin người làng Cổ Mai, tên Văn, họ Đinh lấy theo họ mẹ. Làng Cổ Mai à? Hình như ngài còn làm thái tử. Ta có ghé qua đây ở lại mấy đêm thì phải. Phong cảnh ở đó rất là đẹp. Dạ bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy. Dân làng tự xin vẫn lấy làm vinh hạnh khi nhắc đến tiếng du hành năm xưa của hoàng thượng. Vậy sao? Tiếc là bây giờ sức khỏe của ta không còn cho phép nữa, chứ nếu không ta sẽ ghé qua đó để tìm một người. À, mà ngươi nói mẹ ngươi là họ Đinh à, tại sao ngươi không mang họ cha? Dạ đúng thưa hoàng thượng, mẹ tự sinh là Đinh Thị Liễu. Từ lúc lọt lòng, tự sinh đã không có cha. Đinh Thị Liễu? Đinh Thị Liễu à? Không lẽ nào? Nhưng hôm nay ngươi đến gặp ta để tâu chuyện gì? Chẳng phải khi nãy quân hầu vào báo ngươi muốn chuyển di ngôn của mẹ ngươi sao? Dạ đúng. Mẹ tiểu sinh trước khi mất có dặn tiểu sinh là bằng mọi giá phải xin được ý kiến hoàng thượng và dâng cho hoàng thượng bức thư này. Bức thư nào? Mau đưa cho ta coi. Tôi chết, bức thư đâu rồi? Dạ bẩm hoàng thượng, Bức thư đã biến mất rồi. Xin hoàng thượng tha tội. Thưa hoàng thượng, rõ ràng là tối ngày hôm qua tiểu sinh còn cầm bức thư trên tay để coi. Không hiểu tại sao. Nè, ngươi hãy tìm lại cho kỹ đi. Nói có sách, mách có chứng. Tại sao lại mất được chứ? Có ai biết ngươi đang giữ lá thư đó không? Dạ thưa hoàng thượng, thưa hoàng thượng, dạ có một người, đó chính là ân nhân của tiểu sinh. Số là vậy, trên đường đi tiểu sinh gặp một bọn cướp, nhờ có sự ra tay giúp đỡ của ân nhân nên tiểu sinh mới toàn mạng. Và rồi
ân nhân đi cùng tiểu sinh và làm bạn cho đến sáng ngày hôm nay. Được, ta sẽ cho truy tìm người đó. Nhưng người nói tiếp tôi nghe, mẹ ngươi đã viết gì trong thư chứ? Dạ, tiểu sinh không biết, tiểu sinh không dám mở ra đọc. Vậy nghe ta hỏi, hồi còn sống mẹ ngươi làm nghề gì? Dạ bẩm hoàng thượng, mẹ tiểu sinh chỉ trồng dâu nuôi tầm. Nhưng mà mẹ tiểu sinh có tài thi phú rất giỏi và hát rất hay. Muôn tâu bệ hạ, ngài có nhớ chăng cô thôn nữ ngày xưa ở làng Cổ Mây cũng trùng tên với mẹ của chàng trai này. Lúc đó thần hãy còn là một cấm vệ quân theo hầu thái tử. Dường ngưng, ta đã linh cảm được điều gì rồi. Ngươi nói ta nghe, có phải nhà mẹ ngươi đằng sau một khóm trúc nhìn ra một đầm sen thật là đẹp lắm đúng không? Và mẹ ngươi chính là cô gái mồ côi sống trong ngôi nhà tranh đó, Đinh Thị Liễu, mẹ ngươi chính là nàng đó sao? Dạ, dạ đúng thưa hoàng thượng. Hoàng thượng nói tất cả đều đúng hết. Ngươi sinh ngày mấy tháng mấy? Dạ thưa hoàng thượng, tiểu sinh nghe mẹ kể lại, tiểu sinh sinh vào rằm tháng 6 năm Nhâm Tuất. Tâu bệ hạ, xin chúc mừng ngài, y như hai giọt nước. Con hãy đứng lên đi, và lại lên đi với ta. Con chính là đứa con thất lạc mà lâu nay ta hằng tìm kiếm. Tha lỗi cho ta. Mẹ con không hề báo cho ta biết là nàng đã mang thai. Thật đúng là hồng phúc tổ thiên cao vậy. Chúa cho con việc tìm được cội nguồn của mình. Dạ, con đã làm mất lá thư của mẹ. Chắc là trong thư mẹ con đã gửi gắm nhiều điều lắm. Chưa cần đọc thư, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy công tử đây rất giống hoàng thượng như y giọt nước. Chúng ta sẽ tìm bức thư sau. Con đừng lo, con đúng là hậu vệ của ta mà. Vậy là ta không còn lo lắng, không có người nói dối rồi. cấp báo, hoàng thái tử đang đến tìm hoàng thượng. Nói bậy bạ gì? Hoàng thái tử nào? Dạ, hoàng thái tử thật mà. Người này nói có mang theo vật chứng để tố cáo hoàng thái tử giả trong cung. Thế này là thế nào chứ? Dạ bẩm hoàng thượng, tiểu sinh cũng không hiểu gì cả. Cho nghĩa vào ngay. Ân nhân. Dạ, con trẻ sinh ra mắt phụ vương. Ngươi có gì trình báo chứ? Ân nhân, xin chào. Người đây là... Ân nhân, anh sao vậy? Hỏi chào hỏi, ngươi giải thích ngay đi. Vì cớ làm sao? Có chuyện tử xưng lạc hoặc thái tử nào ở đây? Phải, ta sẵn lòng nghe đây. Muôn tâu phụ vương, con mới chính là hoàng thái tử mà người đang kiếm tìm. Còn kẻ này chỉ là phường giả mạo. Con xin hỏi, hắn có bằng chứng gì để chứng minh mình chính là con của bà Đinh Thị Liễu chăng? Hay là phụ vương và đại quan đây chỉ căn cứ vào những lời quan đường của nó rồi tin chăng? Ta tin vào trực giác của mình. Vì người này trông rất giống hoàng thượng. Thưa phụ vương, nếu như ngay từ bé con được sinh ra trong gia đình giàu có, được gần gũi với vua cha, thì chắc chắn con phải có nét giống cha. Còn đằng này, ngay từ khi sinh ra con, hai mẹ con quá lam lũ và vất vả, thì con xin phép được hỏi vua cha, thì làm sao con giữ được nét thanh tú? Tâu hoàng thượng, người này nói cũng có lý lắm. Ngươi nói vậy là ngươi có bằng chứng hay sao? Dạ, nếu như không có thì con mang tội mạo danh, chắc chắn con sẽ rơi đầu. Thưa phụ vương,
Đây là bằng chứng chứng minh con chính là dòng dõi của ngài. Ân Như, đây chính là bức thư của mẹ tôi mà. Thì ra anh là người đã chiếm đoạt nó. Trời ơi, như vậy là tôi đã mất lừa anh rồi. Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Đừng hòng mối sự quá mắc cỡ. Thôi chết rồi, Hoàng thượng ơi. Bức thư này là thật thì người mang nó không thể nào giả được. Đây chính là thủ bút của nàng. Người con gái năm xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta đây mà. Quá ra người giữ bức thư này chính là con trai của ta với nàng hay sao? Thưa Hoàng thượng, Hoàng cho tiểu sinh quá. Bức thư này chính là bức thư của mẹ tiểu sinh. Hoàng thượng à, Chính người này đã lập mưu chiếm đoạt nó. Bẩm Hoàng thượng, người này đây chính là ân nhân mà tiểu sinh đã kể với ngài. Người này đã đi cùng tiểu sinh lên kinh và biết rất rõ về lá thư này. Thưa Hoàng thượng, anh ta còn nói với tiểu sinh là sẽ bỏ nghề theo để lên kinh tìm cơ hội mới. Tô Phụ Dương, hắn ta là ai con không biết. Hắn đang sàm tấu với Phụ Dương chuyện gì vậy? Sao đây bệ hạ, sao ai cũng có lý hết vậy? Ta cũng rối trí quá rồi. Bên tình á thì rõ ràng ta dành cho người đến trước, nhưng mà người đến sau á lại giữ lý trong tay. Ta biết tính sao đây? Chúng ta phải kiếm kế quảng binh thôi, để tìm ra chân sự thật. Mọi sự trắng đen sẽ sớm ngã ngủ. Trước mắt quân mây hãy dọn hai thư phòng cho hai vị này nghỉ đã. Có chuyện chi vậy? Thưa ngài, Hoàng thượng truyền chỉ nội trong đêm nay phải may xong y phục này để mai dâng lên người, cũng là một cách thử tài, ai thua sẽ chịu phạt. Tôi phải may xong y phục này nội trong đêm nay? Đúng vậy. Tôi xin lãnh chỉ. Mình phải cố gắng. Thưa ngài, chuyện gì? Ngươi không thấy ta đang nghỉ ngươi sao? Nói lẹ. Hoàng thượng truyền chỉ nội trong đêm nay phải may xong y phục này để mai dâng lên người, cũng là một cách thử tài, ai thua sẽ chịu phạt. Lui đi. Hoàng thượng cho thi tài. Đây là nghề ruột của mình mà. Cho đòi thư sinh tên Văn vào trước. Tiểu sinh Đinh Văn chúc Hoàng thượng thánh an. Tay ngươi bị sao vậy? Dạ, đội ơn Hoàng thượng quan tâm. Bẩm Hoàng thượng, tiểu sinh vụng về, tiểu sinh đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ may được như thế này, còn bị kim đâm vô tay nữa.
các người này được. Mai chiếc áo không nên thân. Tao linh tính ngay từ đầu, đây là con trai của ta mà. Cho truyền người thứ hai vào. Truyền cho người thứ hai vào. Con trẻ xin ra mắt phụ vương. Kìa, ngươi đã mai xong áo chưa? Sao không đem tới so tài? Bẩm phụ vương, con cũng không biết ngài nghĩ làm sao nữa, tự nhiên bắt con trẻ phải làm những chuyện như vậy. Từ nhỏ đến giờ á, mẫu thân của con á dạy con theo cái gia phong của hoàng tộc, cho nên nếu mà vua cha bắt con cưỡi ngựa bắn cung hoặc làm thơ ngâm vịnh á thì con sẽ thực hiện liền. Chứ cái đời nào mà con cầm kim đâu mà bắt con may với lại giá. Tâu hoàng thượng, người này nó cũng có lý lắm. Khanh nói không sai, nhưng hoàng tử chỉ có một thôi. Trong thư nàng viết rõ ràng là sanh cho ta chỉ có một đứa con trai thôi mà. Dạ. Yeah. Thôi, tâu hoàng thượng, xin trù quản lại để tìm cách khác. Được, nhất định phải tìm cho ra được kẻ giả mạo. Dạ. Yeah. Ta đau đầu quá, nhất định phải tìm cho ra được kẻ mạo danh. Bệ hạ, xin bệ hạ chớ quá lo nghĩ mà ảnh hưởng đến Long Thể. Ta phải nhanh chóng tìm rõ thực hư giữa hai người đó. Ai là thật, ai là giả? Một trong hai người đó chắc chắn có một người là con trai của ta. Thử hỏi ta không nôn nóng sao cho được chứ. À kìa, đằng kia có một quán nước, xin mời người vào nghỉ chân. Dạ, xin mời khách quan dùng nước. Lấy đi con. Mẹ, mẹ, con muốn ăn bánh. Chị ơi, cho em cái bánh đi chị. Bánh nè chị. Chị có uống nước mà. Dạ, dạ được rồi chị. Con mẹ, cô ăn hết cái bánh này, mẹ cho con thêm một cái nha. Dạ. Mẹ. Ủa, sao mà chóng mặt quá. Mình đi về đi con. Chị ơi, tính tiền đi chị. Dạ. Đi con. Tính tiền đi chị. À. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ, mẹ. Mẹ lên. Chị mẹ. Có sao không vậy? Ô, hai mẹ. Em đỡ chị nha. Mẹ, mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ. Chị uống nước cho tỉnh chị. Mẹ. Mẹ ơi. Kìa, đại quan. Sao? Sao đại quan? Sao sao sao? Ta nghe nói là hoàng thượng sắp băng hà đúng không? Vậy liệu người có đủ tỉnh táo để mà viết chiếu chỉ truyền ngôi cho ta không? Đại quan à, hoàng thượng bệnh nặng như vậy sao? Đại quan, tôi xin ông hãy truyền mời các cả các thần y khắp nơi tới đây để chữa trị cho hoàng thượng đi. Hoàng thượng, ngài bất ngờ lâm trọng bệnh, chúng ta trở tay không kịp nữa rồi. Chắc là phải lo hậu sự thôi. Không, không thể như vậy được. Trời Phật ơi, xin hãy cứu lấy người hiền mẫu thân. Con chưa hoàn thành tâm nguyện của mẹ mà cơ sở lại như vậy. Đại quan, ông nói cho tôi biết đi, thầy giỏi ở đâu? Ông nói đi, tôi tới tôi mời thầy giỏi về đây chữa trị cho hoàng thượng. Ông nói đi đại quan. Nói cái gì?
Bộ người bị điên sao? Ngươi không nghe đại quan nói là phải lo hậu sự. Mà nếu lo hậu sự, hậu sự tức là ta sắp đăng quan. Đúng rồi, ta sắp đăng quan, đúng không? Đúng không đại quan? Đất nước này một phút làm sao thiếu vua được. Ta sẽ gánh lấy trọng trách nặng nề này. Ông trời ơi, ông thiệt là có mắt, khát vọng một đời của con sắp thành hiện thực rồi. Mẹ ơi, đến khi con hiểu ra cha mình là ai thì lại đối diện với sự thật vô hoàng này. Cha ơi, con chưa được gọi tiếng cha một lần, sao cha nỡ bỏ con? Xin người hãy bình tâm. Giờ đã đến lúc chúng ta phải lo hậu sự cho kẻ này. Cái gì? Nè, đại quan không được ăn nói sầm bậy. Nè, làm gì bắt tôi? Hả? Đại quan, trung thỉnh hoàng thượng. Cha ơi, hoàng thượng, cha, buông ra. Con, hoàng thượng, con hãy đứng lên đi. Con đúng là con trai của ta mà. Chỉ cái tình thương yêu máu mủ ruột ra mới làm con phải bi lụy như vậy, nghe tin xấu về cha ruột của mình. Tội nghiệp con đã chịu nhiều thử thách. Hoàng thượng, cha, còn tên kia, tên lừa dối phản bạn, ta sẽ trừng trị nhận cái thích đáng. Sao giờ cha khỏe vậy? Hồi nãy con nghe nói là cha băng hà mà. Bây giờ con thấy cha xuất hiện nè, cha mạnh khỏe, con vui dữ lắm. Đến giờ này ngươi vẫn gọi người ta là cha sao? Tên khốn kiếp, kẻ nào dịu múa mỏ đòi xương dương xương má ở đây, thật là to gan mà. Tâu hoàng thượng, xin cho chém đầu làm gương. Y lệnh. Hoàng thượng ơi, tha lỗi cho hạ thần đi. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ơi, đừng có giết hạ thần. Hoàng thượng ơi, thưa cha, con xin cha tha thứ cho hắn. Con nghĩ là hắn chỉ nhất thời tỏ lòng tham thôi, chứ thật sự không phải là con người có lòng giả nham hiểm đâu cha. Thưa cha, dù sao con cũng nợ một món nợ ân tình với hắn, xin cha hãy mở lượng thải hà. Con xin hoàng thượng đại xá cho kẻ hèn này. Con có mắt mà không có chồng. Con bị ma quỷ nó nhập, con ăn nói sàm bậy á. Đừng có giết con. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng mở lượng thải hà, làm ơn đi, cho con trở về làm tên thợ thiêu như ngày xưa đi. Cha, em Nhân ơi, em Nhân tha lỗi cho anh đi, anh trả lại hết, anh trả lại bức thư cho em luôn. Nhân ơi, cứu anh. Cha, hắn biết lỗi của hắn rồi, cha tha cho hắn đi cha. Con của ta thật là đức độ. Nhân ngày vui cha con ta hội ngộ, ta cũng đại xá cho ngươi đó, nhưng mà dạy cho ngươi bài học để bỏ thói quan tưởng sằng bậy. Quân bây đâu? Lôi ra ngoài đánh 20 heo, bố thí cho nó 20 đồng để về quê. Dạ, có đổi hơn hoàng thượng. Cha, xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Chàng đang bị bệnh, tại sao không nghỉ ngơi chứ? Thiệt, em chưa thấy ai ham học như chàng vậy đó. Ta không sao đâu, nàng đừng lo quá mà. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Từ mẫu, sao không đợi con về rồi con nhung lửa cho? Chứ để khói bao nhiêu mắt như vậy không tốt đâu. Hôm nay con có mớ rau lan nè, với lại cá lóc ngon lắm, con rửa ngoài sông rồi đó. Tự dân không được khỏe, mình nấu cháo cá lóc từ mẫu ha. Đào Yên à, con đã vất vả làm lụng buôn bán cả ngày rồi, chiều nào cũng ghé qua đây để mà đỡ đần làm việc cho ta. Có miếng gì ngon cũng nhường nhịn. Con thiệt là tốt bụng à. Là cho con tiện đường thôi, có công xá gì đâu từ mẫu. Với lại con có một thân một mình nè, về nhà lui cu lui củi một mình con cũng buồn lắm từ mẫu ơi. Tội nghiệp, thân con gái côi cút mười mấy năm nay, ta chỉ mong từ dân học hành thi cử đỗ đạt. Chừng đó đó, lời hứa năm xưa giữa ta và cha con mới được vẹn toàn. Sang năm là đến kỳ thi hương rồi, từ dân nó cũng đang đêm ngày luyện tập. Đào Yên à, ngày mà từ dân nó đăng khoa đỗ đạt thì chính ta sẽ sắm lễ cưới trước con về làm dâu nhà họ Từ. Con còn nhớ lời hứa năm xưa không? Dạ con nhớ. Mời ông anh uống nước. Dạ. Bà chị coi, từ dân mặt mũi nó thiệt là thông minh và sáng láng. Sau này á, con đường khoa bảng của nó ắt sẽ rộng mở, lúc đó bà chị tha hồ mà hưởng phước phần. Thấy con á, nó ăn học giỏi giáng như vậy á, tôi cũng mừng. Nhưng ngặt nổi á, là cảnh nhà thanh bần quá, tôi chỉ sợ là không lo được cho nó tới ngày thành tài. Bà chị nói vậy chứ tôi mà có thằng con trai như Từ Văn, cực khổ đến đâu á, tôi cũng chịu. Ngặt nổi á, lệ làng mình không cho con gái đi học đi thi, chứ con Đào Yên của tôi á, chị biết nó cũng sáng láng lắm đó. Dạ, nói gì chứ nói tới Đào Yên á, là khỏi phải nói. Càng ngày càng lớn á, mặt á, khôn ngoan hơn, biết ăn biết nói và lễ phép với người lớn nữa. Tôi á, là tôi ước gì có được đứa con gái như Đào Yên nhà anh. Mà không chừng á, sau này á, anh được đức của con gái chứ không phải của con trai đâu á nghe. Nếu chị nói vậy á, thôi tôi với chị đổi con đi. Chị lấy con gái, tôi lấy con trai. Ông anh khéo đùa. Khéo đùa, biết đâu sau này thiệt sao chị. Ý ông anh là sao? Kìa, chị thấy không, hai đứa nó dễ thương làm sao á. Thằng Từ Văn á, nó biết lấy bông, nó cài lên tóc con gái tôi nữa, chị thấy không? Đào Yên á nha, coi vậy chứ sau này á, là một cô gái đẹp biết chừng cho mà coi. Không chừng sau này á, bao nhiêu là Dương Tôn công tử để ý lắm đó. Chị nói vậy nếu chị thích á, sau này con Đào Yên lớn lên tôi gả nó cho Từ Văn, chị chịu không? Ấy chà, ông anh nói thiệt. Tôi nói thiệt. Trời, tôi chỉ sợ là ông anh chê gia cảnh nhà tôi thanh bần nên không chịu. Chứ nói gì nói, nhà tôi mà cưới được Đào Yên về làm dâu là phúc lắm. À, nhà gái muốn gì thì nhà trai cũng chịu hết á. Tôi chỉ sợ con gái tôi nó theo không thì mất giá thôi. Vậy là chị hướng rồi nghe. Dạ chị hướng rồi đó. Dạ. Đào Yên, Từ Văn, hai đứa vô đây con. Từ Văn vô với mẹ con. Thưa cha dạy con. À, con gái cha. Từ mẫu, Từ Văn mới cài lên tóc con bông hoa này nè. Dạ, còn nói con là cô dâu nữa, con có đẹp không Từ mẫu? Đẹp lắm. Mẹ à, Đào Yên nhộng nhẹo lắm, bắt con chỗ hoài mới chịu. Con gái của cha làm cô dâu hả? Đẹp lắm con. Rồi ai làm chú rể vậy? Thì Từ Văn. Chú rể gì mà bắt người ta cộng hoài à? Từ Văn nè, nghe mẹ hỏi nè, sau này Từ Văn có muốn làm chú rể cho cô dâu Đào Yên không? Sau này cô ấy có dự như bây giờ không hả mẹ? Đào Yên, con không được ăn hiếp bạn, để từ từ rồi bác dạy nó. Thế nào Đào Yên à, sau này con lớn lên á,
con có chịu làm cô dâu của chú rể Từ Văn không? Tức là con sẽ được làm cô dâu thiệt luôn đúng không cha? Đúng rồi con. Và con sẽ gọi Từ Mẫu là Nhạc Mẫu. Vậy con chịu liền, con thích có mẹ lắm. Con ngoan của cha. Con có chịu không Từ Văn? Cô dâu lê lê mắc cỡ. Mạc dị xuân tàn, hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ, nhất chi mai. Bài thơ gì mà nó đọc từ sáng tới giờ, chắc là tâm đắc lắm á. Dạ, đây là hai câu thơ cuối trong bài Cáo tật thị chúng. Bài thơ này là của thiền sư Mãn Giác, đời nhà Lý. Hai câu thơ vừa rồi có nghĩa là: gió tưởng xuân tàn, hoa rụng mất, đêm qua sân trước, một cành mai. Cả một bài thơ như ẩn chứa một chiếc lý sâu xa về sự vô thường của cõi đời này. Dạ, dạ, Đào Yên à, càng ngày ta càng thấy lời nhận xét của cha con năm xưa là đúng. Con, giá mà con không phải là phận nữ nhi á, thì đường pha bản của con á, chắc không hề thua kém. Từ Mẫu đừng chọc con mà, con chỉ nghe lén từ huynh học bài như vậy thôi. Thỉnh thoảng huynh ấy cũng có giảng cho con những bài thơ hay. Từ Văn mới đúng là nhân tài đó. Chắc chắn kỳ thi tới huynh ấy sẽ được bảng vàng. Nghe lén học lõm mà đã giỏi như vậy rồi, con thông minh lắm. Từ Văn nhà ta thật là có phước, mới có được người phó ngẫu như con. Ai mà thông minh vậy mẹ? Mẹ đang nói con hả? Nè, đừng có tưởng. Từ huynh à, mẹ chụp em thôi mà. Em có nấu cháo có lóc cho anh ăn sẽ giải cảm đó. Mẹ nói đúng đó, không có sai đâu. Bài thơ này anh chỉ đọc qua một lần thôi, mẹ đã nhớ nghĩa của nó rồi. Mẹ cũng mới nói với nó xong đó. Giá mà cho nó đi thi á, thì pha bản để tên nó chứ không sai à. Con là phận nữ nhi quê mùa, dám đâu mơ tưởng nói chuyện pha bản chứ. Từ Văn à, anh cứ học thật giỏi để dạy lại cho em. Đừng như vậy á, em cảm kích lắm. Em đã học gần hết chữ nghĩa của anh rồi còn đâu. Thiệt vậy sao con? Vậy mà nó cứ giấu mẹ. Cái gì cũng là từ huynh giỏi, từ huynh hay, ai dè mà nó âm thầm qua mặt nha con. Từ Mẫu à, con không dám đâu. Chẳng qua là từ huynh rộng lòng chỉ bảo con thôi. Mẹ chỉ nói chơi thôi. Từ nay á, con không cần học lén học lút nữa. Ngày nào mà Từ Văn không có đến trường á, thì con cứ qua đây để kêu nó dạy cho con học. Biết đâu sau này cũng có lúc hữu dụng thì sao. Giàu nghèo không nói, cái chữ là hơn đó con. Dạ, mẹ dạy chí phải lắm. Nào, bây giờ chính thức bái sư đi, Đào Muội. Con đợi ông Từ Mẫu. Sư huynh à, không biết là hôm qua ai nhờ chỉ cho cách tát ao bắt cá vậy ta? Thủy khởi, khải sông phi. Bất tri xuân nhĩ quy. Nhất sông, bạch hồ điệp. Phách phách, sánh hoa phi. Bài thơ Xuân Hiểu của vua Trần Nhân Tông chỉ có mấy câu thôi mà phát họa thật là tài tình một buổi sáng xuân thật êm đềm, đúng không Từ huynh? Muội nói nghe chi phải lắm.
giùm em đi chị. Dạ. Họ dưa leo ngon quá ha. Dạ, em mới hái hồi sáng. Cho chị hai trái đi em. Dạ. Dạ. Nhiêu tiền vậy em? Trời, người gì đâu mà bán dưa mà dễ thương quá. Cảm ơn chị. Thôi chị đi nha. Ngon không ăn dưa leo đâu. Chị. Lần đầu tiên ta gặp được một người đẹp như vậy á. Trời đất ơi, cậu ơi, bình thường có bao giờ cậu có chịu đi tới cái chợ rồi đâu. Chợ này á, cụ chê á, vừa nghèo, không có gì ăn, mà người á thì xấu. Giờ cậu la đẹp quá. Tao khen cái chợ hồi nào mày? Cứ khen gì? Tao khen là khen người đẹp. Đâu cũng thấy ai đẹp đâu, đây toàn là đàn tiên bán rau. Đúng là cậu có mắt nhìn nha, đúng là đẹp thiệt. Đừng nói là cậu bị tiếng sét ái tình nha, mà con thấy cậu bị chùm sét rồi đó. Ê, mày chỉ có nói năng chỉ trích tao là giàu. Ngày xưa sao tao không cần biết. Nhưng bây giờ tao đã yêu nàng. Ở đây không phải là quyện của nhà mình nha. Cậu làm bậy cái là hả, nhà sai bắt cậu là ông phải lên phủ lãnh cậu về à. Đúng rồi. Đều phải đất của mày. Dạ. Làm cái gì cũng phải cần. Dạ. Bởi vậy tao phải lập kế. À, ok. Mày có nghe qua câu điệu hổ ly sơn? Điệu hổ ly sơn à? Đúng. Là gì cậu? Không biết rồi. Nghe tao nói. Dạ, để con nhanh đấy. Dạ, chào ông Minh. Ông Minh mua rau hả? Chào cô em. À, thì ra cô em bán rau à. Dạ. Hôm nay á, ông chủ bà chủ của ta đó đãi một yến tiệc lớn nên là cần nhiều rau lắm, nhưng mà chắc đây không đủ rồi. Thôi giờ ta mua hết cái này rồi ta đi chỗ khác ta mua vậy. Ông Anh ơi, ông Anh mua nhiều lắm hả? Trời ơi, đãi tiệc cả trăm người mà nên cần rất là nhiều rau, nhưng đây không đủ đâu. Thôi ta trả tiền rồi ta đi nè. Ông Anh ơi, ông ấy thì bây giờ tiểu nữ mang hết số rau này về nhà bà chủ ông Anh, rồi sau đó tiểu nữ chạy về nhà hái thêm rau được không ạ? Vậy là ở nhà còn nhiều rau lắm đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ cô em gánh cái gánh rau này đi chung với ta về huyện phủ nha. Thôi ta trả cô em trước nè. Khỏi thối nha. Dạ. rồi đi theo ta. Dạ ông Anh đợi chút. Dạ. Gánh được không nha? Dạ được mà, ông Anh cứ đi đi. Ông Anh cứ đi đi rồi tôi... theo ta. Theo ta nghe. Đi theo ta. Theo ta, sắp tới rồi. Hả? Anh ơi. Nhà ông bà chủ của anh ở đâu vậy? Sao lâu tới quá vậy? Sắp tới rồi. Bây giờ á, tôi thấy xung quanh đây toàn là cây cối rừng rậm không à. Bây giờ anh có lấy rau hay không? Tôi đi về đây. Đừng đi về. Ông bà chủ ơi, cậu chủ ơi, rau tới rồi nha. Ra lấy rau nè. Ông chị ơi, chị đừng có giận nè ha, đừng có nóng. Đúng đó. Mấy người là ai muốn gì vậy? Tao muốn mua rau. Không, tao muốn hàng. Cô em là may mắn lắm mới được cậu nhà ta để ý tới. Trời, cậu ta là người giàu có, tài cao, học rộng nữa à. Nàng ơi, nàng có biết là chúng ta là có duyên tiền định không? Trời ơi, chưa gặp nàng là ta đã đem lòng yêu mến. Bởi vậy đó, ta mới lập mưu bài kế để ta có được nàng. Dung nhan của nàng. Trời ơi, cậu chủ thì là hay á. Nói chuyện thì là lưu loát, con nghe con còn siêu lòng, nói gì là cô ta. Nè, đi chỗ khác cho tao mua rau. Dạ cậu, con hiểu rồi. Chúc cậu chủ mua rau vui vẻ. Đi. Mấy người nói xong chưa? Rau thì mấy người muốn mua trả tiền rồi á. Tôi đi về đây. Nè. Nàng ơi, nàng đi đâu mà vội mà vàng? Nắp phải đá mà quàng phải dây. Nó đã làm gì nàng đâu à. Muốn bàn tay dơ bẩn nè người ra. Được. Muốn ta buông thì ta buông. Nhưng mà trước hết á, buông nàng cái thì ta làm gì được. Nhưng mà nhà ngươi làm tay ta đau.
nó làm nàng đau à? Vậy thôi, ta xin lỗi. Nhưng mà nàng ơi, chúng ta hôn một cái đi. Một cái thôi. Nhìn là biết ngại rồi. Rồi, ta nhắm mắt lại để nàng chủ động nha. Con da đầu kia, Tiểu Đầu, Tiểu Đầu ơi, Tiểu Đầu. Nghe cậu ơi, trời ơi, mua rau thôi mà làm gì mà la lạc la sớ. Con nhỏ kia, nó đánh ta. Trời ơi, đánh cậu hả? Trời ơi, lấy cái đòn gánh đánh cậu hả? Cậu rất cơ nữa, đâu rồi? Chạy rồi. Trời ơi, thôi. Về cậu ơi, một chút nữa kéo dân làng là nó quýnh là còn mang quà nữa. Thôi đi về. Thôi cậu rồi mà thôi đi về cậu ơi. Nhanh lên coi. Còn có chút xíu nữa là tới, nhanh lên coi. Thì cái nhà tao nuôi cho mày ăn uống biết bao nhiêu, có phải để cho mày thiếu thốn cái gì mà chậm chạp dễ cả. Nhanh lên. Con cảm ơn. Con cảm ơn cậu. Rồi, bỏ xuống. Cái thằng quỷ này biết chân người ta đau không? Cậu ơi, con đã biết tại sao cho tới bây giờ là con không bao giờ cao nổi. Tại sao? Con cảm ơn ông bà, con cảm ơn cậu đã qua nhà con xiết nợ để mang qua đây ở nợ cho tới bây giờ. Nguyên một ngày con làm lụm cho tới bây giờ mà con còn phải cõng cậu đi học nữa thì làm sao con cao nổi. Ủa mà cậu cũng mệt quá. Bình thường con hay giả bệnh để cậu nghỉ học. Hôm nay cái chân nó xì gà que rồi. Cậu không chịu nghỉ học đi. Cậu đi học gì cho mắc mệt vậy? Con cõng muốn còng lưng luôn à. Bởi tao nói mày ngu. Ngu lắm. Sao ngu? Mày có biết hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Là ngày làm bài thi để thầy ta còn tiến cử với quan khảo thí. Hôm nay ta không có mặt, ta biết ăn nói sao với tổ tiên ta. Ôi cậu ơi, cậu hay nói con ngu, nhưng mà kỳ này con thông minh à, con không có ngu đâu. Con biết là hôm nay dù là ngày thi quan trọng của cậu văn nữa thì cậu cũng đâu làm bài được đâu. Bình thường mấy ngày thi khác cậu cũng bắt con đi mua đề của bên ông thầy đồ á, đi mua bài tập về cho cậu chép vậy, cậu có làm được đâu. Biết tại sao tao không làm bài được không? Sao vậy? Tao bị lây cái ngu của mày. Vậy là con hiểu rồi, vậy là con với cậu là hai người ngu. Cậu bây giờ á, như mọi khi đi ra ngoài à, khi nào tao ám hiệu tao quăng đề thi ra nhớ chạy thiệt nhanh lên gặp ông đầu thân thượng chạy ngay cho tao cái đề. À, biết rồi. Ê, cái gì vậy? Ứng xạ chính xác. Sao biết ám hiệu là gì chưa? À, biết ám hiệu rồi, giống như mấy lần trước vậy. Cậu kêu cút cu cái con kêu cu cút cu cút. Mình làm hoài vậy ông thầy tao bắt bài. Kiểu khác đi. Giờ là... gâu 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 đi. Vậy con kêu meo 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 nha. Rồi, vậy cậu ha. Vậy đi ha cậu ha. Rồi. Rồi. Bây giờ. Sao chú Phát? Dạ. Con có bị sao không? Dạ bẩm thầy, chân con đang bị thương cho nên không đứng dậy chào thầy được. À thì ra con không được khỏe à. Chân con đau thì sao? Đau chân thì cũng phải đứng lên chào thầy chứ, không biết tôn sư trọng đạo gì hết. À thôi được rồi. Chân đau mà vẫn đến đây để làm bài thi là tốt rồi. Thôi, tất cả các con ngồi xuống đi. Sao rồi? Chuẩn bị tinh thần làm bài tốt chưa? Dạ rồi. Đề bài
với lại giấy đây, thầy đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Cứ lên mà lấy rồi xuống làm bài, nghe chưa? Riêng chú Phát, thầy sẽ đem bài đến cho con. Dạ, cảm ơn thầy. Lên nhận bài đi. Đi không nổi, thầy sẽ đưa bài xuống cho con. Cảm ơn thầy. Đây. Cảm ơn thầy. Đọc kỹ bài rồi làm đi nghe. Chúng ta sẽ có một cách để làm bài đó. Bắt đầu làm bài đi. Cho con xin tờ giấy khác với con bị hỏng rồi. Con lên đây. Dạ. Nghe chú Phát. Dạ. Sao con không tập trung vào làm bài đi? Đề thi khó quá, con phải suy nghĩ. Các bạn của con đã làm gần xong rồi đó. Đã một khắc giờ rồi đó. Con làm chậm không kịp nộp bài đâu. Dạ, thầy cứ yên tâm. Dạ. Thôi tập trung làm bài đi. Giờ làm bài rồi, các trò đến đây nộp bài cho thầy. Chết rồi, bây giờ cũng không còn kịp thời gian chép lại. Thôi điền tên vô đây luôn. Ủa, ở trong đây lại có 3 chấm mực. Ông thầy đồ này ăn tiền của mình cũng được kia ta, vẽ hình quả nữa.
hơi nhăn chút xíu. Trưa nay á, Từ Văn nó không có về đâu con. Nghe nói là nó ở lại trường á, để mà làm bài thi gì đó. Cái người này cũng kỳ hả? Biết là ở trường cả ngày mà sao không chịu chuẩn bị đồ ăn cho đầy đủ? Có mấy giấc cơm sao đủ no chứ? Nó không có cho Từ Mẫu dậy sớm nấu nướng gì hết á. Cơm vắt sẵn từ tối hôm qua nó đem theo đó chứ. Thấy con vừa đi làm, đi bán cả ngày nên Từ Mẫu để cho con nghỉ ngơi đó chứ. Mà sao hôm nay con không có đi bán? Tại sao? Con có chuyện gì à? Chắc là con phải nghỉ tạm vài ngày, hoặc là tìm chợ khác để mà bán cho Từ Mẫu thôi. Tại vì có mấy tên côn đồ cứ treo ghẹo con hoài làm con khó chịu quá. Treo ghẹo thì đã làm sao? Con gái con lứa xinh đẹp ai lại không muốn nhìn. Nhưng mà con lỡ. Lỡ cái gì? Con lỡ đánh một tên hơi mạnh tay khi mà hắn định sàm sỡ con á. Ôi trời, mà con có sao không? Sao mà con đánh hắn? Con không la làng lên để bà con đến giúp con? Con có sao hết á. Với lại lúc đó la làng lên cũng đâu có ai đâu Từ Mẫu. Mà thôi con không kể nữa đâu. Nếu như mà Từ Văn về biết là la con nữa. Thôi con đi nha Từ Mẫu. Con nghe nói là đúng giờ ngọ thầy cho được nghỉ nửa canh giờ hà. Cơm nên còn nóng, con đi cho kịp nha. Cái thằng Tiểu Đồng có cái nhiệm vụ đem cậu luôn. Ơi, cậu ơi, cậu ơi. Cậu mệt quá, chạy lên. Cậu. Ủa, sao mấy người này không ăn mà ngồi đây làm chi vậy cậu? Ây da, mày á thiệt, mày chân ngắn đi lúc nào cũng chậm hơn người ta. Mày có biết là người ta xỉa răng hết rồi tao mới được ăn không? Ủa vậy hả? Hôm nay con đem một cái món mà con biết là cậu sẽ thích nè. Vậy hả? Dạ. Món gì? Cá gành. Ây da, gì vậy cậu? Dặn bao nhiêu lần rồi? Thằng ghét nhất ăn cá phải không? Trời ơi, cá gành nó là cánh gà. Thông minh, ta thích ăn món này nha. Có cái đùi gà nè, tặng cho bạn luôn nè. Ngon. Ủa cậu ơi, cậu như là cái nàng tiên đòn gánh của cậu rồi cậu. Mày nói ai? Thì cái nàng tiên mà cậu thích á, phan cậu một cái nguyên đòn gánh què giò đó. Đúng rồi, đúng cổ rồi. Trước sau cũng gặp nhau à, quan gia ngõ hẹp mà. Cái quan gia ngõ hẹp là ta chỉ hai người đối thủ mà gặp nhau gọi là quan gia ngõ hẹp. Cái này gọi là thiên viên tiền định. Thích câu này nè. Huynh nói ai? Là nàng đạo yên xinh đẹp đó hả? Đúng không? Ê. Huynh biết cổ hả? Biết sao không? Cổ tên là đạo yên. Đúng rồi. Vậy cổ tới đây làm gì ta? Thì là vợ chưa cưới cái Từ Văn đó mà. Gì? Vợ chưa cưới Từ Văn hả? Vừa xinh đẹp vừa đảm đang, nổi tiếng làng Phước Thổ. Bộ hai huynh không biết sao? Không. Wow. Từ Văn à? Là thằng đó hả cậu? Thằng nghèo kiết xác. Đúng rồi. Đó. Nó nghèo nhưng mà nó học giỏi, tương lai nó sáng lạn. Cậu đấy. Ta giàu nhưng mà được cái học dốt. Hey. Giàu nhưng mà được cái đẹp trai. Tao không nói chuyện với huynh nữa. Đi vô khác đi. Không nói thì thôi. Tặng luôn đùi gà. Cậu để con. Ừ. Bộ tới phiên mày à? Dạ. Cầm cái quạt cho nó quay cậu. Chàng đó nha, đến việc ăn uống mà con không biết tự chăm sóc cho mình nữa. Mà lát về trễ, đói bụng sao chịu nổi chứ. Anh không muốn làm phiền em mãi được. Ê, còn nói vậy là em giận đó nha. Đây là bổn phận của em mà. Chàng ăn đi, chắc là đói bụng lắm rồi đúng không? Cậu
cậu không cần phải nói, con đồng cảm với cậu. Con nhìn mà con còn tức nữa mà. Cậu cứ yên tâm, vô học đi. Chút á, con gặp con nhỏ này cũng đón đường, con đập cho nó một trận què giò, trả thù cho cái giò què của cậu. Đúng không? Đúng. Dạ. Đập cái đầu mày đó. Hả? Đâu, đâu. Đi. Trò Nguyễn Văn Phi. Dạ thưa thầy, có. Bài làm của con nó ở mức trung bình mà thôi. Con phải thêm nhiều điểm tích vô thì bài sẽ thuyết phục hơn. Dạ con cảm ơn. Con ngồi xuống đi. Lâm Chí Vân. Dạ thưa thầy, có con ạ. Nét chữ của con á càng ngày càng tệ, như cua bò đọc không ra. Con về con gò cái nét chữ của con lại rồi ngày mai nộp cho thầy. Nét chữ là người, mà nét chữ không ra gì thì người làm sao thành danh được. Trần Khanh. Bài làm của con kỳ này có khá hơn lần trước đó, nhưng có điều nó dông dài quá, nó không bật được ý của mình. Con phải ráng sắc gọn ý lại, thì như vậy bài văn sẽ xúc tích hơn. Con ngồi xuống đi. Từ Văn. Dạ thưa thầy, có. Qua cái bài đọc của con thì rất tự hào về con. Thì tin tưởng rằng với ý văn sắc bén và khí phách như vậy, sau này con sẽ là người tạo nên sự nghiệp lớn thôi. Dạ, tất cả là nhờ công ơn của thầy dạy bảo à. Không phải của thầy đâu. Các con nên lấy gương của Từ Văn mà noi theo. Một người vừa có tài, vừa có đức, như vậy sẽ là một người hữu ích cho cuộc sống ngày sau. Thầy nghĩ rằng bản vàng sẽ đề tên Từ Văn, không uổng công mười mấy năm rèn sách. Con cố gắng lên nha. Thầy kỳ vọng ở con rất nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Chúc mừng Từ Văn. Chúc mừng. Ê, cảm ơn. Chúc mừng cái gì? Con ta nữa không chị? Chú Phát. Dạ. Con. Bài con hay quá phải không thầy? Con nói thiệt lòng cho thầy biết nha. Bài văn này con tự làm phải không? Dạ. Thì dĩ nhiên là con tự làm, không con làm ai làm nữa. Ủa mà sao tự nhiên thầy hỏi kỳ vậy? Thầy hỏi lại con một lần nữa nè. Con có đọc kỹ cái đề bài chưa? Con đọc kỹ lắm rồi, con nghiên cứu, con vắt óc, con suy nghĩ. Bởi vậy mới làm được chứ. Tại sao con làm hai câu đầu mà bỏ ba câu sau là sao? Cái lão già chết này. À, con mới vừa nói gì vậy? Không. Ý của con là con suy nghĩ. Có suy nghĩ ba câu đó nhưng mà tại vì suy nghĩ nhiều quá cái quên ghi vô. Hai câu đầu á con làm rất là hay đó. Dạ. Con biết mà, thì dĩ nhiên hai câu đầu con phải hay rồi. Con viết thì thầy chưa có nói hết, nhưng hai câu hay này á lại giống như ý của Từ Văn. Chu Phát, con giải thích làm sao về chuyện này. Không thể nào, bài của con làm sao giống hệt tên này được. Vô lý. Ta cũng thấy rất là vô lý. Từ Văn này, con nghĩ sao về chuyện này? Dạ thưa thầy, nãy giờ con cũng chút ngạc nhiên, nhưng mà giờ thì con đã hiểu rồi à. Nè, đừng có nhận xàm nhận bậy nha. Không biết gì thì đừng có nói bậy nha. Từ Văn, thầy muốn nghe ý kiến của con. Dạ thưa thầy, bởi vì bài thi của Chu Phát chỉ có hai câu, cho nên con sực nhớ ra. Con xin hỏi là ở góc phải của tờ giấy bài làm có ba giọt mực. Giọt mực thứ hai và thứ ba nó hơi dính lại với nhau và rơi đúng vào chữ Thái. Chu Phát, vì sao trong bài làm của con cũng có ba giọt mực như lời của Từ Văn nói? Con giải thích chuyện này ra sao? Ồ cái gì mà không? Để người ta giải thích. Thì do cây bút của con hư
hơi quất bởi vì mới dính mực. Con có nhớ giọt mực thứ nhất rơi trúng chữ nào hay không? Thì hồi nãy nói chuyện gì? Con không thể nào con nhớ được, tại vì con làm bài nhanh quá cho nên là không thể nào nhớ được đâu. Tao hỏi con nè Tường Giang, tại sao con biết rất rõ vị trí của giọt mực vậy? Và vì sao hai câu đầu trong bài thi của con và Chu Phát lại giống hệt với nhau vậy? Dạ thưa thầy, thật là đơn giản, bởi vì đó là bài thi hỏng của con. Lúc đó con đã dò lại rồi quăng đi, nhưng không hiểu sao Chu Phát đã lượm lại được. Người nói láo, ta không bao giờ lượm cái bài thi của ngươi, mà bài của ta không bao giờ giống được ngươi, bởi vì đơn giản là Tiểu Đồng đã ném. Không, ngươi đừng có nhận thằng bậy. Dạ thưa thầy, hồi nãy em có nhận cái này. Chu Phát, con đã không thay đổi tánh xấu đi sao? Lần trước con đã một lần gian lận trong thi cử, thầy đã tha tội cho con rồi. Lần này vẫn bẩn trào chật nấy là sao vậy? Oan ức cho con quá. Là tên này, tên này đã vu oan cho con, chảy mực lên bài thi của con cho nên mới vậy đó thầy. Thật là không biết phải trái. Chữ của Từ Văn thì như rồng bay phượng múa, còn chữ của Chu Phát thì như gà mới vậy đó. Nhà ngươi xuất thân là con nhà quan mà không biết tu tâm dưỡng tánh, lo học hành thì sau này chỉ có nước phá gia chi tử mà thôi. Mẹ cái ông già kia, tôi nhịn ông nhiều nha. Ngồi xuống. Tao chưa nói xong mà. Ngồi xuống. Nè, bổn thiếu gia này cần học cái trường này hả? Không có trường này dạy, tôi học trường khác. Còn mấy đứa nữa, dân nhà quê mày đặt dạy đời ai hả? Tao thử tao cho đốt cái trường này coi tụi mày học ở đâu. Thử coi. Ê, làm gì vậy? Ê, Tiểu Đồng! Tiểu Đồng đây, gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Ăn hiếp cậu gì vậy? Làm gì vậy? Màu tím, màu xanh, màu sáng nữa. Trời ơi, sao trường này màu không vậy? Nè, mày hả mày? Từ Văn hả mày? Mặt cá màu ruốc mà thấy ghét rồi. Tao mà gặp mày đâu hả? Tao quýnh cho mày văn hết từ ngữ luôn á. Học hả? Về cậu ơi, lẹ đây nó quýnh mày nè. Thôi, các trò. Trở vào đây với thầy. Hãy để cho tên ngủ ngược đó đi. Công nhận cái trà này ngon thiệt nha bà. Ngon thiệt á ông? Vậy thì ông uống nhiều đi ông ha. Cha mẹ, con nghỉ học luôn. Mẹ con, ngồi ngồi xuống đây. Trời ơi, Hiền Nhi. Thì mẹ đã nói rồi, cái chân của con á té còn đau thì cứ nghỉ đỡ vài hôm đi ha con ha. Ha, ý của con là con nghỉ học luôn, không có tới trường nữa. Trời ơi. Ủa sao vậy? Sắp tới ngày thi rồi nghe con. Nghỉ dưỡng vậy? Tự nhiên rồi dở chứng vậy là sao? Con nghỉ dưỡng thôi mà, phải đi học. Không, cha biết không, ở trường á thầy đồ thì thiên vị, bạn bè đồng môn á thì hùa nhau chọc phá con, nhất là cái thằng Từ Văn á. Ủa, cái thằng Từ Văn là thằng nào mà có chuyện vậy sao? Đây là thầy đồ tốt nhất mà ta gửi gắm con, làm gì có chuyện này được. Con, thôi ráng đi nghe con, còn mấy tháng nữa là thi rồi. Rồi sau đó đó, cái cha mẹ đưa cho con lên trên kinh thành á, con thi cử rồi cái con ở trên đó rồi con chơi cho nó đã luôn. Con là con ở trên kinh thành luôn, con không có về quê nữa đâu. Muốn vậy à, phải học hành cho đàng hoàng nha con. Có học gì thì mới ở lại kinh thành được có con. Dạ, vậy cha chuyển trường cho con. Con, trường này là trường thứ 10 rồi, chuyển trong vòng 2 năm, giờ biết chuyển đâu nữa con. 12 lần rồi chứ không phải 10 lần đâu. Ủa, sao tôi nhớ có 10 mà ông tính sao 12 vậy? Bữa tôi lén chuyển mà không có nói cho bà. Ôi thì ra ông cưng con còn hơn tôi nữa. Cha là người vừa tài giỏi vừa thông minh mà.
lại còn đẹp trai nữa. Bởi vậy cha lo cho con đường vụ này đúng không cha? Mà con nói thiệt, con cứ ở lại cái trường đó học á là bạn bè cười con thúi mặt luôn á. Nhất là cái thằng Từ Văn, nó hay đầu têu để chọc phá con á. Cái thằng Từ Văn, thằng Từ Văn là thằng nào mà tại sao nó dám to gan với con mình vậy chứ ông? Mẹ ơi, cái thằng Từ Văn là cái thằng nghèo kiết xác, đã vậy còn hay thích sửa lưng con, nó còn đâm sau lưng con nữa mà. Ông như vậy là không có được, ông phải tính làm sao cho con đi chứ. Thôi sao bà hay binh con quá, ai đụng tới con chết với cha đó. Cảm ơn cha. Con kinh của mẹ. Dạ bẩm quan, đã bắt được tên Lý Bình rồi. Hay quá, lấy cung hắn chưa? Dạ rồi, nhưng hắn vẫn không nói, cứ khăng khăng là không biết gì hết. Thưa quan, hãy dùng nhục hình. Dạ thưa quan, làm đủ mọi cách, nó chết lên chết xuống vẫn không chịu nhận, nhất quyết không khai ra đồng đảng của mình. Vô lý, kẻ phản nghịch làm sao làm một mình được, làm sao ta ăn nói với quan trên đây. À, nghe nói hắn là nông dân không biết chữ đúng không? Dạ đúng rồi thưa quan, chính vì vậy á mà nó không chịu nhận bài dè phản nghịch là của nó. Nó chỉ nói là nghe tụi trẻ con hát lại thôi, mà nó còn khóc lóc ỉ ôi, một hai đòi xin về quê để phụng dưỡng mẹ già. Thảm lắm quan à. Nhất định là phải có kẻ phản nghịch khởi xướng sau lưng hắn, phải tra khảo hắn. Không có cũng phải khai cho có, không ta bắt thế vô đó, đồ vô dụng. Dạ xin tuân lệnh quan. Dạ vụ này là sao hả cha? Lệnh của phủ trên đưa xuống cho là bài dè phản nghịch nhạo báng thiên tử từ cái huyện này lan truyền qua những huyện khác, và ra lệnh cho ta phải bắt cho được thủ phạm trong vòng tuần này. Lính đã bắt được Lý Bình đang đọc to cái bài dè này tại chợ, mà hắn vẫn khăng khăng không nhận mình là người đầu tiêu. Ông ơi, có khi nào quan cho nó không ông? Nó đâu có biết chữ thì làm sao mà nó viết bài dè? Cha, như vậy có nghĩa là phải là một người biết chữ thì mới đầu têu được vụ này đúng không cha? Ít ra là phải như vậy. Thủ phạm của vụ này phải là một người rành chữ nghĩa, bất mãn với triều đình mới là kẻ phản nghịch. À, con đã biết được đứa nào vừa hay chữ vừa ngạo mạn rồi. Ủa, vậy là kẻ nào vậy con? Dạ, có phải là cha mẹ nói kẻ nào đụng tới con là phải chết không? Ừ, chính xác. Vậy thì con đã tìm ra được kẻ phản nghịch rồi. Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Quỳ xuống, vô bắt Từ Văn cho ta. Thằng kia, dạ. Ở đây ai là quan cho mày lộng quyền vậy? Dạ, dạ cậu, hả? Dạ ông. Dạ ông. Rút phát hết chỗ này cho ta. Kìa, có chuyện gì vậy? Bắt đi nó. Bắt lấy nó. Bắt nó. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi chứ? Mày hả mày? Tao đã nói là quýnh mày rồi. Mày là tên phản tặc. Hôm nay khai ra đâu mày? Tôi không biết người này. Các người lấy bằng cớ gì bắt tôi chứ? Kìa, chú Phát, Minh cũng có mặt ở đây à? Nói cho một tiếng giúp tôi đi. Dạ bẩm quan, có lục rửa trong nhà thằng này một bài thơ phản nghịch. Để đọc cho quan nghe. Dạ thưa quan, còn không biết chữ. Dạ đây. Chính ngươi đã làm ra bài dè phản quốc này. Mày âm mưu lật đổ triều đình. Triều đình? Không có chuyện đó được. Các người vu khống cho tôi trắng trợn, không phải của tôi. Dạ ra con tôi có tội gì mà bắt con tôi chứ? Làm thơ phản quốc mà không có tội à? Trọng tội. Bắt nó. Bắt nó. Không, không có bắt con tôi. Con tôi không có tội gì hết. Từ mẫu,
xin hãy bình tĩnh đi. Chắc là có hiểu lầm chi đây. Từ Văn không bị chi hết á. Đào Yên à, đây là một âm mưu. Anh bị quan chứng cứ tụi nó ngụy tạo. Tên này khai mang, anh không biết tên này. Anh vô tội. Em tin anh, em sẽ kêu quan cho anh. Con nha đầu này là ai? Đây là vợ chưa cưới của tôi. Chê. Đánh qua một bên để ta dạy hắn đi. Đánh ra. Không, không, không đi đâu hết. Không đi đâu hết. Nghe đừng có nhận du nhận thàm nha. Cái tội này là trọng tội, là chu di tam tộc là chết đó, nghe chưa? Đừng có vợ con gì ở đây hết á. Bắt hắn đi. Bắt hắn. Không, không, người làm gì anh vậy? Anh ơi. Mẹ, Đào Yên à. Mẹ, Đào Yên. Từ Giang ơi. Con ơi. Từ Mẫu con. Nghe rồi mày đã không giỏi hả? Từ Mẫu. Từ Giang. Con ơi. Từ Mẫu. Con ơi, lại cho tôi. Con ơi. Mẫu. Con. Từ Giang. Từ Mẫu. Từ Mẫu. Từ Mẫu. Từ Mẫu. Từ Mẫu. Cậu ơi, cậu phải công nhận á là cậu tính toán như thần đó nghe. Cậu mày một khi đã tính thì không có ai qua. Dạ. Mà mày có nhớ cái mặt thằng Từ Văn lúc đó không? Dạ. Tức nhớ. Nó thảm dễ sợ. Nó thảm còn hơn mà lúc cậu bị ăn đòn gánh nữa. Cậu đánh một cái bây giờ. Chồng tôi. Không có đâu, ý con nói là cậu tính toán như thần, phải trả thù như vậy mới là hay. Ừ. Con nghĩ cái kỳ này á, cho nó ở trong ngục rụt xương luôn. Ừ. Cho nó chết luôn. Mà ta nghe cha ta nói á, sắp tới giải hắn lên tri phủ, còn nhiều khi á còn giải hắn lên tận kinh thành để trảm đầu đó. Trảm là đúng rồi cậu. Trời ơi, làm cái bài dè mà phản nghịch đó là tội phản quốc mà. Đúng rồi, chu di tam tộc luôn. Cho nó cũ tộc luôn mà. Lôi đâu ra nhiều như vậy cậu. Đừng nói cậu nghe nè, thằng Từ Văn kỳ này ở trong ngục rụt xương luôn. Cậu ngoài này tha hồ mà ăn rau nghe. Ê mà thôi mày. Dạ. Con nha đầu đó bây giờ nhìn ta còn hơn dữ dữ. Cậu ơi, cậu yên tâm đi. Cậu có tiền, có quyền. Trời ơi, sinh sát nằm trong lòng bàn tay của cậu mà. Đúng rồi. Bởi vì ta nói á, là không chừng là sắp tới còn lại gặp trước mặt ta quỳ lại văn sinh đó. Vậy bây giờ mình phải làm sao cậu? Thì bây giờ đơn giản thôi. Mình phải bắn tin cho cô ta biết là chỉ có Chu Phát này đây mới có khả năng giải quyết được cái vụ này. Cậu vậy cái chuyện đó cậu để con lo nha. Rồi. Từ Mẫu, con xin người hãy bớt lo buồn, ráng uống chén thuốc này đi, rồi ngày mai sẽ khỏi liền mà. Có tin tức gì của Từ Văn không cô? Vẫn chưa. Đã tròn hơn một con trăng rồi mà sao không cho chúng ta gặp nó chứ? Con năm lần bảy lượt lên quyền đường thì bị đuổi về. Họ nói là chờ bắt thêm đồng đảng rồi xử một lần. Trời ơi, còn gì là con tôi. Từ Văn chưa kịp minh oan thì mẹ đã mất rồi con ơi. Từ Mẫu à, con đã gửi đơn kiện lên quan phủ rồi. Nếu quan phủ không xét xử thì con sẽ quyết lên kinh thành. Đích thân con sẽ kêu quan đi gặp mặt hoàng thượng. Từ Văn vô tội, trời Phật sẽ phù hộ cho anh ấy mà. Chúng ta thân cô thế cô, làm sao mà gặp được hoàng thượng? Từ Mẫu à, Từ Mẫu yên tâm đi, con có cách mà. Chỉ cần Từ Mẫu khỏe mạnh lại thì con sẽ yên tâm đi liền mà.
Từ Mẫu phải khỏe mạnh lại thì Từ Văn về sẽ vui lên liền chứ. Ta rất mệt ở trong người, ta không có sống nổi để mà chờ con ta về. Con xin Từ Mẫu đừng có nói như vậy, Từ Văn sẽ sớm về đó mà. Đào Yên con à, con nghe. Mặc dầu chưa có chính thức làm lễ tơ ông, nhưng từ lâu ta đã xem con như là dâu ở trong nhà. Ta thương con còn hơn con ruột. Con biết mà. Con xin Từ Mẫu hãy nghỉ ngơi đi, Từ Mẫu đừng có nói nữa. Con hãy gọi ta tiếng mẹ đi, để cho ta được yên lòng. Mẹ, từ lâu trong lòng con, mẹ chẳng khác nào mẹ ruột. Mẹ biết sức lực của mẹ đã tàn, mà không có Từ Văn ở bên cạnh, cũng may có con, cũng đỡ tủi thân. Số phận đã vậy, cũng ráng mà vượt qua nha con. Con hãy đi xa nơi này, tìm cách cứu Từ Văn, và cũng để tự giữ mình. Con ở đây giữa bầy lang sói, mẹ không yên tâm. Mẹ, đi làm con sợ mà. Hay là con đưa mẹ ra đi cùng nha. Nha mẹ, mẹ đi cùng con với mẹ. Con, mẹ ơi, mẹ, mẹ thương hai con lắm. Đừng quyến luyến mẹ, mà mẹ không yên lòng nhắm mắt. Mẹ ơi đừng mà, đừng, ở lại đi, ở lại với con đi mẹ ơi. Con là như con. Mẹ ơi, ta ra, ta muốn gặp mẹ ta. Mẹ ơi, Đào Yên à, Đào Yên, mẹ. Con im đi không hả? Đây là phủ đường, phải là nhà người đâu mà la lối ôm sòm vậy hả? Mới ngủ à? Chú Linh ơi, mẹ của tôi, mẹ tôi sao rồi chú? Sao tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng bất an quá? Chú Linh ơi, mẹ tôi nhà có sao không vậy? Mẹ của ngươi có sao hay không ai mà biết được. Ngồi xuống đi. Mẹ ơi,
mẹ con Ly. Mẹ hãy yên lòng nơi chính suối. Con hứa với mẹ, nhất định ngày con về, con sẽ cùng Tự Danh đến đây làm lễ lại tạ mẹ. Tin mừng. Cổ ở đây hả? Nhà không ai hết. Mẹ. Mày. Dạ. Mày nói có chuyện vô lý. Dạ. Mình qua nhà Đào Uyên, cổ không có ở nhà thì chắc chắn kiểu gì cổ cũng qua đây. Đi tìm cho kỹ đi. Cậu ơi, đã qua nhà của Đào Uyên tìm không có cổ rồi. Qua nhà của thằng Từ Văn nó rớt một tơi cũng có cổ nữa. Con nghĩ là cổ trốn rồi. Lâu lắm rồi tao mới nghe mày nói cổ có lý. Bỏ trốn à? Trời đất ơi, bao nhiêu công sức mình bày mưu lập kế mà cổ bỏ trốn. Không được rồi. Đi theo ta về phụ, nhanh lên, nhanh. Cái gì? Cậu thấy cái nhà này nó có cái gì kỳ quái lắm á cậu. Ê, đừng có làm tao sợ nghe mày. Cậu nhìn nó kỹ trên bàn thờ. Hồi đó con nhớ là chỉ có một cái bài vị thôi. Còn bây giờ là tới hai cái lận. Trời cậu ơi, cái lửa của cái tiệm đèn á nó cao lên rồi kìa, tự nhiên có bốc khói đó cậu ơi. Bộ cậu mới sai người đem bài vị tới hả? Ờ, ta mới á. Ủa sao có ghê quá vậy? Mới đem mày lên đây nè. Ôi cậu này bậy quá. Nghĩ trên bài vậy tao cứ ghi chữ đàng hoàng để tao đọc. Biết ai? Cô đọc cho con. Ba ma. Ma hả? Ma đâu mà ma. Trên đây ghi là mẹ của Từ Văn. À, mẹ của Từ Văn. À. Từ Văn ơi là Từ Văn. Chú Phát, nhà ngươi đến đây để làm gì? Thiệt ra tất cả những việc này dành ngươi bày ra để vu oan cho ta à? Ngươi nói ngươi bị oan à? Ngươi oan ức ở chỗ nào? Ta không hiểu. Ta có gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi đẩy ta vào vòng lao lý như vậy? Ta không cam tâm. Chú Phát, ngươi nói đi, tại sao? Thôi, gạt qua chuyện đó một bên đi. Trước sau gì ngươi cũng ở một trong đây hả? Bây giờ nghe ta hỏi nè, Đào Yên đâu? Ngươi nói cái gì? Bộ ngươi điếc hả? Ta hỏi ngươi là nàng Đào Yên của ta đâu? Đào Yên? Ừ. À, thì ra là nhà ngươi hả? Hả? Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, ta nói ngươi rồi mà. Ta nói cho ngươi biết, một tuyệt thế gia nhân như nàng Đào Yên không có xứng với ngươi. Bởi vì ngươi nghèo, mạt rẹp, cô ấy xứng đáng với ta, ta mới bảo vệ được cô ấy. Đào Yên là vợ của ta. Đào Yên đâu? Quỷ. Ta không biết thì ta mới hỏi. Ta mà biết nàng Đào Yên ở đâu thì ta hỏi ngươi làm gì? Đào Yên đã biến mất rồi. Vậy còn mẹ ta đâu? Chết rồi. Lão, người nói lão. Thằng mày, ta nói thiệt, mẹ nhà ngươi chết thì ta nói mẹ nhà ngươi chết, ta láo người chi? Người nói lão, mẹ ta không thể nào mất được. Mẹ ta không thể nào mất được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta biết là ngươi rất là buồn. Mẹ mất là phải buồn chứ. Nhưng mà ta đâu có quan tâm. Điều ta quan tâm là nàng Đào Yên đi đâu. Nàng Đào Yên đi đâu khi một thân một mình? Ta nói cho nhà ngươi biết, Đào Yên của ta không dễ bị bức hiếp như vậy đâu. Nhất định là sẽ lên kinh đô tìm gặp hoàng thử để kêu oan cho ta. Đến lúc đó để coi cha con nhà ngươi có giữ được ô xa hay không. Ngươi nói vui quá. Ta nói cho nhà ngươi biết, nhà ngươi nghĩ nhà ngươi còn giữ được cái mạng của mình ở trong đây hả?
mẹ của ta qua đời rồi. Con là một thằng bất hiếu mà. Mẹ à, con đành phải thúc thủ như này thôi. Mẹ à, mẹ cha giúp con một tiếng đi, cho con lên kinh đi. Trời ơi, lúc đầu kêu đi học thì không chịu học, rồi bây giờ đòi lên kinh ứng thí làm sao con? Thiệt tình, cái thằng con trai này à. Có học gì đâu mà thi. Nay thì nhờ người này thi, mai thì nhờ người kia cái học. Ở huyện thì còn được nha, ra tới kinh đô à, cha không có giúp được đâu. Nghe nói cái kỳ thi này á, đích thân hoàng thượng làm chánh chủ khảo á. Không có đùa đâu. Cha, hồi trước cha nói gì cha nhớ không? Con chỉ cần đi học cho có mặt thôi, mọi chuyện cứ để cha lo. Đó, bây giờ cha trách con gì nữa giờ? Nhưng mà trời ơi, con đâu có ham giành mấy cái giải trạng nguyên gì đâu. Con chỉ cần đổ qua kỳ thi này là nở mặt nở mày dòng họ mình rồi. Lo thì cũng lo có chừng có mực. Cha chỉ là quan huyện nhỏ của cái huyện nhỏ này thôi, ra tới kinh đô cha gió tay không có tới. Mẹ, cậu là tri phủ, con rể của cậu là tổng đốc, thì cái tầm giới là phải từ kinh đô trở lên. Mẹ nói với cha một tiếng để nó giúp đi, chứ mẹ nghĩ coi, con là con trai của cha mẹ mà cứ ở hoài cái xó này thì đời nào tiến thân được, đúng không? Ông coi tính sao cho con đi. Nhưng mà tóm lại á, lên kinh thành đi thi hay là đi chơi? Đúng là cha hiểu con mà. Ông nè, coi như một công hai việc đi. Con của mình á, dù sao cũng có tiếng là thi hương. Giờ ông không lo là tôi lo à nha. Chẳng lẽ nè, con ăn học tốn biết bao nhiêu tiền bạc rồi mà không có danh hiệu gì hết trơn, coi sao đặng. Đúng rồi. Cái chuyện của thằng Từ Văn, tôi mới chuyển lên phủ, mới khỏe khoắn à. Bây giờ phải lao đầu vô lo cái chuyện lo lót này nữa. Mẹ con bà muốn làm gì làm đi. Rồi được rồi, để tôi lo. Con thương mẹ. Mẹ thương con. Mệt quá cậu ơi. Mệt cũng phải ráng tìm đi. Đào Yên của ta kìa. Đào Yên lại vậy là Đào Yên. Bắt người ta. Thảo không. Ủa sao mặt lăng nhách vậy? Nín đi bà. Trời ơi, nhận lộn người mà Thảo Khấu vậy? Thấy có Thảo Khấu nào đẹp trai hơn như cậu cháu luôn hả? Nhận lộn người bà hai. Đi đi. Trời đất ơi. Sao? Cậu ơi cậu, con mệt quá rồi. Từ bữa đến giờ nhận lộn ít như là cả trăm người rồi đó. Khi nào Đào Yên của cậu đi về quê được không? Không thể nào đâu. Ta chắc kiểu gì nàng ta cũng lẫn quẩn quanh đây thôi. Ráng đi tìm thì đừng có nói nhiều. Cậu ơi, con nói cậu nghe, hôm nay là bữa cuối rồi nghe. Con không có đi tìm Đào Yên gì của cậu đâu. Lên hả, nghe kết quả thi xong đi về đó. Không tìm thì Đào Yên ta nhất khoát không đi đâu hết á. Mà kể cả đậu hay rớt ta cũng không quan tâm. Cậu ơi, chắc chắn đậu rồi á, lo gì. Trời ơi, con biết bà đem hai khay vàng đến cho quan phủ. Rồi sao mà không... Im! Ủa, cái chuyện này hay ho lắm sao mà la lạc ra sớm rồi. Cắt lưỡi mà. Không có nói nữa, đi tìm cho ta. Dạ, thôi đi cậu ơi. Có gì dấp té nha cậu. Tất cả các sĩ tử hãy nghe đây. Trên đây là danh sách của các vị đã thi đỗ trong kỳ thi này. Ta sẽ phát loa và công bố rộng rãi. Đây là vinh dự cho tất cả những người thi đỗ. Vì kỳ thi năm nay đặc biệt quan trọng, do đích thân hoàng thượng làm chánh khảo và phê chuẩn. Trạng Nguyên là người được sự đồng ý rất cao của các vị giám khảo khác. Đó chính là Từ Văn làng Phúc Thổ. Gì? Từ Văn? Tại sao lại là Từ Văn được? Hắn đang bị giam ở nhà lao mà. Văn. Các vị hãy nghe đây. Đúng ngọ mời các vị tân khoa vào dự yến tiệc và nhận khăn áo của vua ban. Tất cả đã nghe rõ chưa? Dạ. Huynh đài à? Nhìn huynh đài quen quen. Mà huynh đài đậu hả?
hay có cái gì mà xúc động dữ vậy? Ta không quen ngươi. Ồn quá, coi đi có tên luôn kìa. Cậu, 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 cậu. Đào Yên. Trạng nguyên là Từ Văn Lạc Phước Thổ. Vậy còn Từ Văn nào đang nằm trong ngục tối? Từ Văn nào đang đứng trước mặt ta? Khá khen cho cô nàng Đào Yên. Đừng trách ta vô tình. Đi theo ta. Cậu, 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 trời ơi, cậu ơi, chúc mừng cậu nha, cậu được đề danh bản vàng của làng nhạc. Trời ơi, cậu á, đứng trên Từ Văn luôn, con biết cái tên cậu mà, mặc dù con không biết chữ, đi, 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 đi. Buông tao ra, làm sao mà mày biết được? Trời ơi, sao biết cái tên Từ Văn trên này đúng không? Tên cậu á, còn ở trên của Từ Văn á, là ở dưới đây nè. Mày ngu quá, vậy là đứng chót bảng đó. Cậu, cậu, cậu. Nói lắm Đào Yên. Ai là Đào Yên? Định qua mặt ta hả? Ta nói cho nàng biết, nàng to gan lắm, dám cải trang Nam Nhi rồi đổi tên giả đi thi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Đi theo ta ra khỏi chỗ này, cởi cái lốt Nam Nhi của nàng ra và theo ta về nhà đi. Rồi sao nữa? Thì ta sẽ về nhà bảo bọc che chở cho nàng. Nếu không thì sao? Mà dám hỏi ta câu đó nè. Nếu không sẽ có một màn kịch hay, rồi nàng sẽ bị chặt đầu bởi tội khi quân. Ta cũng nghĩ vậy, cứ chờ xem. Hoàng thượng Gia Long! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Thiện lễ. Truyền Trạng Nguyên Từ Văn ra mắt hoàng thượng. Thảo Dân xin ra mắt hoàng thượng. Ngươi là Từ Văn thế sao? Bài văn của ngươi quả thật rất xuất sắc và đầy uy dũng. Không ngờ ngươi lại là một thí sinh thư sinh mảnh mai đến như vậy. Khá lắm. Muôn tâu hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, y nói láo đó, y không phải là Từ Văn đâu. Có chuyện như vậy sao? Muôn tâu hoàng thượng, bài thi đúng thật là của Thảo Dân. Từ Văn chỉ là cái tên mà Thảo Dân đội đi thi. Tên thật của Thảo Dân là... Ngươi! Tiện nữ họ Đào, tên Yên, mà muội đội tên chồng đi thi, không ngoài mục đích là được ý kiến hoàng thượng để kêu quan cho chồng. Chuyện này không có tiền lệ, nữ nhi không được bước chân vào trường thi. Chuyện này trái với phép nước, tội này không nhẹ. Khoan đã, hãy cứ để cho nàng ta nói hết. Ta nghĩ trong chuyện này có uẩn tình gì đây, cho nên nàng ta mới liều thân như vậy. Thật là bất ngờ, chỉ là một tiểu nữ mà đổ đầu cả khoa bảng như vậy. Tội khi quân của ngươi, ta sẽ luận sau. Nhưng ta không biết vì chuyện gì mà ngươi liều thân đến như vậy. Muôn tâu bệ hạ, xin đèn trời so xét cho gia đình tiện nữ. Lẽ ra giây phút này đây, người được ban áo mão Trạng Nguyên phải là Từ Văn, là chồng của tiện nữ. Bởi sở học của tiểu nữ chỉ đáng học trò của chồng mình. Kẻ gây ra tai họa hiện cũng có mặt tại đây, đó chính là Chu Phát. Riêng Chu Phát.
huyện đường đâu có biết cái gì đâu. Còn cái tên Từ Văn, nghe nói là được giải lên phủ Thuận Nam rồi ạ. Truyền tri phủ huyện Thuận Nam. Bẩm tri phủ huyện Thuận Nam xin ra mắt hoàng thượng. Người đọc lá đơn rồi đi. Vụ này đã xét xử thành án chưa? Dạ dạ, bẩm vẫn còn đang điều tra. Vô dụng. Đọc qua lá đơn, ta biết ngay là ngươi đã ngụy tạo chứng cứ, vu khống người hiền lương. Thân ngươi là tri phủ, cấu kết với tri huyện hãm hại người ngay. Nếu như hôm nay Đào Yên không ngại chết đến kêu quan cho chồng, thì thử hỏi đất nước này sẽ còn mất bao nhiêu người tài vào tay lũ quan lại vô dụng các ngươi. Truyền thả Từ Văn, đưa đến gặp ta ngay lập tức, bắt giam Chu Phát vào thế chỗ, tri phủ tri huyện tạm thời bãi chức chờ xét xử. Quan cho con lên. Quan cho con mà hoàng thượng. Hoàng thượng ơi, con bị quan mà. Hoàng thượng. Còn về phần Đào Yên, xét thấy ngươi là một kẻ có tài có đức, vì muốn kêu quan cho chồng mà không ngại hiểm nguy, ta sẽ miễn cho ngươi tội chết, đồng thời sẽ ban thưởng cho ngươi thật xứng đáng. Còn về chức trạng nguyên, tạm thời sẽ bỏ trống, vì nhất thời chưa có tiền lệ trao cho nữ nhi. Hoàng thượng anh minh, xin đa tạ hoàng thượng. Thì đứng lên. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ, con xin mời ông đi ra. Ta không đi, trừ khi có trác ta mới đi. Các người cứ thu tiêu ta. Dạ, con lại ông á. Con xin ông đi ra ngoài giùm con. Ra ngoài giùm con đi ông. Đã xảy ra chuyện gì? Ơi, anh đại dữ vậy, quen nhau. Chú Phát. Từ Văn. Đào Yên. Đào Yên. Ơi. Rồi anh ạ, à, em hạnh phúc quá. Hình thế của ta à? Ê, 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 nàng là của ta mà. Ê, hay lắm. Quả nhiên Đào Yên nói rất đúng. Riêng về tài năng của nàng ta đã xứng đáng đổ đầu khoa bảng lần này. Nhưng so với Từ Văn, quả thật vẫn còn kém hơn một bậc. Ta thật sự rất vui mừng khi đất nước có thêm một thiên tài như vậy. Cho truyền Đào Yên vào nghe ta phân xử. Cho truyền Đào Yên vào. Tiền nữ Đào Yên. Thảo dân Từ Văn xin bái kiến hoàng thượng.
Đạo Yên, ta thật không ngờ nàng lại gan dạ đến như vậy. Thần gái vọng trường lên tận kinh đô. Những gì thiếp trải qua có đáng giá gì so với nhục hình ở trốn lao tù của chàng chứ? Hai người hãy nghe đây, thiếp trạng nguyên mà ta đã thu hồi này, ta sẽ ban cho người thật sự xứng đáng. Đó chính là Từ Văn. Các anh có đồng ý không? Xin đa tạ hoàng thượng. Còn về phần Đào Yên, ta sẽ ban cho khanh chức nữ học sĩ. Người sẽ tiếp tục con đường học vấn để sau này dạy dỗ con cháu hoàng thân quốc thích. Hoàn cảnh của hai người ta cũng được nắm rõ. Ta tuyên bố sẽ đứng ra cử hành hôn lễ cho hai người, coi như bù đắp phần nào những khó khăn vất vả mà các người đã trải qua. Xin đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh.